Thực hiện nghị quyết số 116 của Chính phủ và quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đang huy động tổng lực tập trung đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục để người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sớm nhận tiền từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Hiện bình quân mỗi ngày, bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận trực tiếp và tiếp nhận online trên 700 hồ sơ thủ tục của công dân, trong đó có tới gần 600 hồ sơ là liên quan đến chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Tất cả đều được tiếp nhận giải quyết nhanh theo đúng quy định, tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động và doanh nghiệp thấy được rõ chính sách quan tâm của nhà nước. Tôi làm ở công ty xe khách Hưng Yên, công việc nghỉ triền miên kéo dài. Trong cái khó khăn này được cái tiền hỗ trợ của Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đỡ được một phần nào cho những người lao động như chúng tôi. Công ty chúng tôi khoảng 2.000 người lao động thì tương đương với số tiền là cũng khoảng tầm trên 5 tỷ. Hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện kết nối với cả Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên, hoàn thiện thủ tục qua online để người lao động có thể thụ hưởng chính sách này, góp phần là cải thiện cái đời sống cho người lao động. Theo rà soát sơ bộ, Hưng Yên có trên 4.000 đơn vị doanh nghiệp với trên 191.000 người lao động được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp và nhận hỗ trợ từ Quỹ Kết dư Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền lên tới trên 600 tỷ đồng. Xác định chính sách hỗ trợ này như phao cứu sinh kịp thời giúp doanh nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, người lao động có thêm chi phí để ổn định cuộc sống. Nên Bảo hiểm xã hội tỉnh đã huy động tổng lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các bước quy trình tháo gỡ vướng mắc để chuyển tiền hỗ trợ tới tài khoản ngân hàng của người lao động nhanh kịp thời, vừa hạn chế tiếp xúc lại phòng chống được dịch bệnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên cũng đã thành lập một cái tổ công tác đặc biệt để chỉ đạo viên chức là làm việc cả ngày thứ bảy, cả ngày chủ nhật, trực tiếp rà soát và sao chích danh sách từ quản lý phần mềm chuyển luôn cho đơn vị sử dụng lao động. Tra soát mà không có gì thay đổi đúng rồi thì chuyển lại và chúng tôi chuyển cho các bộ phận chuyên môn để giải quyết ngay tiền hưởng cho người lao động nhanh nhất. Sau 15 ngày quyết liệt triển khai, đến nay Hưng Yên đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp trong thời gian 12 tháng. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 cho doanh nghiệp với tổng số tiền trên 125 tỷ đồng. Đã có 11.000 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng. Dự kiến số người được hưởng chính sách hỗ trợ lần này sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.